không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Có những chuyện muốn làm mà không làm ngay, kết quả trở thành hối hận cả cuộc đời. Phải trân trọng, muốn làm thì làm, không làm thì làm sao mà biết kết quả. Hình như anh đã hoàn toàn thay đổi, thông suốt rồi hả? Nếu như cho anh chọn lại lần nữa, anh nhất định không bỏ rơi sinh mệnh. Kenya, trung tâm điều trị dinh dưỡng động lực cuộc sống. Cô còn chưa nói chuyện với ảnh à? Tôi đã nói rồi, ngày nào anh chưa thuyết phục được em trai của anh đưa vợ đi bệnh viện thì tôi không có ngăn đến ảnh. Sao cô có thể kỳ vọng vào một người thay đổi được phong tục tập quán ngàn năm chứ? 143. 143. Phật à, tôi vừa tới trung tâm điều hành lấy món quà gì cho cậu. Là email của Hiểu Tinh tôi in ra rồi. Cảm ơn. Hiểu Tinh nói gì vậy? Nó nói Ken tích cực lại rồi, vừa tiếp tục điều trị, không bao lâu sẽ có thể tiến hành ca mổ để cắt khối u. Em cũng đoán trước Ken sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hy vọng Jack và Helen đừng lo lắng quá là được rồi. Em hãy cho mẹ chụp phun qua. Áp của năm chú còn đi. Tôi đang xây đi. Khá khó ăn của anh quý. Ủa mẹ ơi, mẹ đi mẹ kiếm bé nào anh của ta phút ta. Susan, có chuyện gì? Em và Andrew sắp sanh rồi, nhưng tìm không gặp em trai ảnh. Hôm qua tôi có gặp cô ấy, thai nhi vẫn chưa chuyển dạ mà. Như vậy là khó sanh lắm. Vậy phải đưa vào bệnh viện ngay. Tôi đi đón cô. Tôi đi chung với cô. Ryan, cho mượn xe anh này. Đi thôi. Được rồi, cẩn thận nha. Sao hả? Có cứu được đứa bé không? Cũng may kịp vào bệnh viện, mẹ tròn con vuông. À, vậy thì tốt quá. Nhưng dù sao cũng là sanh mổ, phải nằm viện quan sát. Bây giờ em trai anh Don đang ở lại với cổ. Nè, em dâu của anh không sao rồi? Sao hai người họ vẫn còn giận nhau? Chuyện làm vậy, lúc nãy ba anh Don tức giận lắm, nói hai anh em họ không đi bắt con trâu nên Susan thấy chướng mắt. Trả treo dạy câu với ba chồng cổ. Em biết đó, anh Don đứng ở giữa, anh rất là khó xử. Đã mẹ tròn con vuông rồi, cô nên vui trở lại chứ. Có những quan niệm không thay đổi, tôi rất sợ lần sau sẽ không may mắn như vậy. Susan, you know how much my father treasures those cows. They represent the fortune of our entire tribe. Don, it's just an animal.
There should be no doubt whether to see the animal or the human being first. How can they be so superstitious? Bây giờ là thế kỷ 21, đâu còn ai cảm thấy súc sinh quan trọng hơn mọi người chứ. Mỗi dân tộc đều có văn hóa và quan niệm giá trị riêng của họ. Dân tộc của anh cũng vậy, trâu cũng như là thần vậy. Nếu như cô không tán thành, tôi cảm thấy cô cũng nên tôn trọng ảnh chứ. Tôi có thể tôn trọng ảnh coi con trâu là thần, đây là tín ngưỡng của ảnh, không thành vấn đề. Nhưng không thể coi thường mạng người được. Thực chất họ không tôn trọng phụ nữ, không tôn trọng sinh mạng. Tôi cảm thấy rất khủng khiếp, rất đáng buồn. Susan à, đôi khi có những quan niệm cũ không thể thay đổi trong nhất thời. Cô cũng thấy anh Don rồi, ảnh cũng có tư tưởng của ảnh, ảnh đâu có tín ngưỡng mù quáng. Có phải cô nên cho ảnh một cơ hội không? Be patient, please. Tulia tafadhali. I promise I will try. We'll make changes soon. Thấy chưa, anh cũng tán thành cách nghĩ của cô. Hai người có thể cùng cố gắng, cùng nhau thay đổi dần dần. Thật ra anh rất coi trọng cô, vì cô làm rất nhiều việc. Phải đó, ở đây người hiểu anh Don nhất chính là cô. Có tin ảnh không, cô tự quyết định đi. Holy-sama, I just don't understand sometimes. It's okay. Hakuna matata. I hate it when you get angry. But you still look so pretty when you lose your temper. Vậy thì tốt rồi, nói láo như vậy mà anh cũng nói được. Có giận cũng không còn giận. Phải rồi, xinh đẹp lắm đó. Chà, sao đông đủ vui quá vậy? Phải rồi, hai vợ chồng em trai anh Don cố tình tới đây cảm ơn chúng ta đó. Anh coi nè, đứa bé dễ thương ghê chưa? Say thank you to me. Come on, it's my job. Những gì chúng ta làm có kết quả rồi. Em trai anh Don dẫn theo hai cô em họ tới kiểm tra khoa sản. Tôi tùy cô sao? Sao sao? Hy vọng đây là một bắt đầu tốt đẹp. Hey Don, how's your father? He's still very angry about the cow. But I think he'll be happy again when he sees his grandchild. That's good. Life is wonderful. I believe in that. Hai người đó, đừng có cãi nhau nữa. Khó khăn lắm mới là vợ chồng, phải cố gắng trân trọng. Câu này nói rất là đúng, nên tôi tặng lại cho hai người. Sao khi công lại nói chúng tôi chứ? Thật ra tôi và anh Don cũng giống như cô và anh Phân. Nói một cách cù lần, con đường của tôi và anh Don thật sự rất khó đi. Thừa biết tình yêu không thể làm thay đổi một dân tộc, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì đến cùng. Còn hai người thì sao? Hai người thừa biết yêu thương nhau mà, tại sao còn lãng phí thời gian chứ? Tôi sẵn sàng rồi, chờ người ta thôi. Họ cũng sẵn sàng rồi, chờ anh thôi. Họ cũng sẵn sàng rồi, làm việc đi. Nhìn thấy mấy đứa bé mập ra là có nụ cười, thật là mừng cho họ đó. Ừ, theo tôi nhóm cuối cùng đẹp không bao lâu sẽ được về nhà. Kim là sao? Sanka, how are you? Yokunarimashita. She's getting much better. Really? Mm. I'll let her go home within these 2 weeks. That's great. Sanka bình phục nhờ vào sự cố gắng của mọi người. Okay, I have to check other patients. Sanara. Sanara. Sanka, wanna try? Asante sana. Asante sana kwa bwana wako kwa kuniokolea mtoto wangu. Wewe ni mrembo sana na bwana wako wako na bahati kuwa na wewe. Sao anh cười vui dữ vậy? Tôi không biết nói nhưng mà tôi biết nghe đó. Ông nói chồng cô thật là hạnh phúc vì có người vợ xinh đẹp như cô. Chồng tôi? Ừ, ông coi Phân là chồng của cô đó. Không có sao đâu, sớm buồn cũng vậy mà. Nè Kiều à, hôm nay thời tiết nóng quá, uống thêm miếng nước đi. Cảm ơn. À phải, bắt đầu dọn dẹp rồi. Dạ phải đó, nhiệm vụ sắp xong rồi, có chút không đỡ đó. Tôi là không nghĩ vậy. Tôi hả, không hy vọng quay lại nơi này nữa. Không quay lại có nghĩa là cuộc sống người dân ở đây đã được cải thiện, không cần chúng ta cứu trợ nữa. Nhưng tôi nghĩ nguyện vọng này rất khó thành hiện thực. Thật ra chưa từng đến đây thì không biết cuộc sống của người dân ở đây là như vậy. Thường có chiến tranh, lại có bệnh dịch, lúc nào sinh mạng của họ cũng bị đe dọa. So với vấn đề riêng của tôi, đúng là không đáng nói tới. Cô có từng nghe một câu nói là đời vốn không có chuyện do người tự lo âu. Có nhiều lúc buồn phiền do con người tự tạo ra thôi.
À phải rồi, cô có từng dùng cái chai để nhìn bầu trời như vậy chưa? Không có. Ngộ lắm đó, cô nhìn thử đi. Vậy à? Ừ. Sao hả? Ngộ lắm đó, dạng dật bồng bềnh bồng bềnh. Thật ra bầu trời cũng chỉ là một bầu trời thôi, nhưng nếu cô nhìn dưới góc độ khác sẽ có cảm nhận khác nhau. Nè, tôi đi làm việc nha. Có rảnh không? Anh dẫn em đến nơi này. Tới đây. Có biết nơi đây có gì đặc biệt không? Em biết. Hiểu đồn thích nhất là tới đây ngắm mặt trời lặn phải không? Ừ. Chính là ngọn núi này đó. Lúc nào nó cũng bị mây che phủ đỉnh núi. Người dân tộc nơi đây nói, nếu người có duyên có thể nhìn rõ đỉnh của ngọn núi, cầu nguyện trong giây phút đó, nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Có lên thật không? Ừ. Nguyện vọng của anh là muốn em làm vợ anh. Làm gì vậy? Em còn nghi ngờ thành ý của anh à? Không, em biết anh thật lòng. Em biết anh rất tốt. Nếu em không hứa với anh, em nghĩ sau này em sẽ không tìm được một người tốt như anh vậy. Nhưng mà... Còn những gì nữa? Có phải anh từng nói cả cuộc đời của anh sẽ không quên Hiểu Đồng? Em biết anh là một người có tình có nghĩa. Em không muốn gì em phá hủy lời hứa của anh. Anh sẽ hối hận. Em không muốn anh vì vậy mà không vui. Anh có hiểu không? Hiểu Đồng chỉ là ký ức của anh. Nhưng em thì khác. Anh và em còn một con đường rất dài và rất xa phải đi. Còn phải trải qua rất nhiều chuyện. Chúng ta có thể đem những việc từng trải này xây dựng thành một gia đình. Em đứng trước mặt anh là một con người hiện hữu thực tế. Trong những ngày tháng sắp tới của anh, em là quan trọng nhất. Anh hy vọng có thể cùng em vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau. Có được không? Coi bộ em đã say mê rồi đó. Cầu hôn thì cầu hôn đi, nói nhiều quá. Em nghĩ Hiểu Đồng chắc chắn chúc phúc cho chúng ta. Nhất định cô sẽ chúc. Nè, dù gì cũng tới rồi, hay là cầu nguyện đi. Nguyện vọng của anh đã thành hiện thực, còn cầu nguyện gì nữa? Nhưng đâu có ai chơi nhiều nguyện vọng. Bắt đầu. Em đã cầu nguyện điều gì? Chắc em không nói cho anh biết đâu. Nếu linh nghiệm, em sẽ nói cho anh biết. Vậy cũng được. Nếu nguyện vọng của anh linh nghiệm, anh sẽ nói cho em biết. Vậy mình về đi. Ừ. Ngọn núi kìa, đỉnh núi kìa. Vậy là nguyện vọng của chúng ta đã thành hiện thực. À! Động mạch gan đã thành công, làm cho khối u của con teo nhỏ dưới 5mm và không phát hiện khối u mới.
cuối cùng cũng qua được một ải. Bước kế tiếp có phải có thể mổ cắt bỏ khối u không? Ừ. Nè. Ôi, con không có qua mắt chứ. Sao rảnh rỗi quá nằm ở đây nghỉ ngơi vậy? Sao về nhanh quá vậy? Không phải cậu lo cho con đó chứ? Con không sao. Không phải chỉ vì con, phòng khám thiếu một bác sĩ mà dĩ nhiên phải về trông coi rồi. Con rất cứng cỏi, cần gì cậu lo. Chết đi sống lại, nếu vậy cũng không học hỏi được điều gì thì cậu phải đánh cho con thức tỉnh. Nè, con có biết cậu muốn nhìn thấy nét mặt nào của con nhất không? Nét mặt nào? Nét mặt lần đầu tiên gặp con tại sân bay Kenya. À, lúc con cứu người đàn ông bị bệnh tim đó phải không? Đúng vậy, lúc đó con đấm một cái thật mạnh xuống, con đã cứu sống ông ấy. Bây giờ nét mặt của con thấy là tự cao biết mấy. Bộ con thật sự tự cao kiêu căng lắm à? À, lúc đó con không biết trời cao đất rộng nên không thể trách. Nhưng cậu thấy lúc con nhào tới cứu người ta thì rất bình tĩnh, rất tự tin. Yên tâm đi, con sẽ giữ mãi làm thần tượng của cậu. Không bao lâu cậu sẽ nhìn thấy một bác sĩ nội khoa tim, có năng khiếu, có phong độ và có trái tim. Nè, có một chuyện lớn muốn nhờ con. Chuyện lớn gì đó? Làm rể phụ cho cậu không được từ chối. Cậu đám cưới hả? Với Càng Kiều phải không? Ngạc nhiên lắm phải không? Chẳng lẽ con tưởng cậu suốt đời không cưới vợ sao? Chúc mừng nha. Không phải đâu, là con nhắc nhở cậu đeo đuổi vợ cậu đó. Đây là công lao của con. Được, con sẽ làm rể phụ của cậu trong trạng thái tốt nhất, để các chị em gái không nhận tiền hồng, lót thảm đỏ cho cậu vào rước dâu. Vậy bao lì xì trận cửu của cậu trong vòng cho con? Không thành vấn đề. Lúc đó có cần may một bộ vest kết mắt gà để con lên sân khấu không vậy? À, được đó nha. Ở phía trước con rồng, phía sau con phụng màu vàng kim nha. Còn có nữa, độn vai ôm eo, quần ống loe luôn nha. Có cần phải gắn đèn nhấp nháy không? Được luôn, ba bóng đi, nếu như cậu muốn. Nè, ăn cơm. Cơm. Bữa cơm này coi như là ăn mừng cho Kiều và Phân đó. Đúng rồi. Nè, ăn thử món này đi, ngon lắm đó, vợ chú nấu ngon lắm. Nè, ăn một miếng trứng đi, mịn lắm đó. Dạ, chú Thiếm đừng cách sáo, con tự gấp được rồi. Cha ba má thương một mình cổ là được rồi, không sợ con ghen sao? Ai biểu lần trước anh chọc chỉ bỏ đi chứ. Bây giờ chú Thiếm kiên lấy điểm lại giùm cho anh thôi. Phải đó, con trai của Thiếm đeo đuổi con gái dở lắm. Nói thì nó không hiểu, nếu không nói thì nó tự cho là hiểu. Con đừng chê nó ngu nha, trách nó đó. Cha có cần chê dữ như vậy không? Sau này khi tụi con cái gì thì con không có chỗ đứng luôn. Hả? Cái gì là cái gì? Cái gì? À, thôi, em nói đi. Những chuyện này dĩ nhiên là anh nói rồi. À, anh sợ nói ấp a ấp úng. Anh không nói làm sao em nói? À, em biết rồi. Hai người đã bàn xong rồi phải không? Bàn xong chuyện gì? Bàn xong gì? À, chuyện làm gì? Con đã cầu hôn với Kiều thì cậu đã hứa rồi. Thật sao? Nè thằng Quý, đừng có ghẹo ba nghe. Ông à, cuối cùng chúng ta đã chờ được ly trà nàng dâu rồi. Chúc mừng. Nè, em phải chặn cửa, em muốn chọc ghẹo chú rể thôi nè. Thật ra ảnh cầu hôn chị như thế nào vậy? Có phải nói những lời ấn lạnh không? Anh à, em đâu có nói đâu. Chút nữa sẽ nói cho em biết. À, cô ơi, nói chơi luôn. Ông nè, chúng ta có cần gọi quản lý Trần làm ở khách sạn bàn mấy chuyện tiệc cưới không vậy? Đúng rồi. Nè ba, làm gì vậy? Lại muốn gì nữa đây nè? Hả? Trời ơi. Ê, chú Kiên, sao chú có nhiều phiếu bánh vậy? Trời ơi, thường ngày chú thấy tiệm bánh giảm giá nên nhập hàng trước đó mà. Ba không cần phải tiết kiệm vậy chứ ba. Trời ơi, ba con ham uống ly trà nàng dâu, nhưng mà không biết chừng nào được uống, cho nên rảnh rỗi mà một ít phiếu bánh tự an ủi mình đó. Ai, thằng Quý cuối cùng đã làm cho ba tội nguyện. Sao rồi? Ủa, tôi tưởng sau khi mổ mọi người mới tới thăm tôi chứ. Không, dù sao thì cũng phải gặp anh trước. Lỡ như lần gặp mặt cuối cùng không. Anh nói bậy bạ không? Làm gì vậy? Nó chơi thôi chứ. Cái miệng của anh. Sao? Viết gì vậy? Di thư hả? Nè, anh đủ rồi nha. Không, tôi mới bắt đầu từ ngày tôi bệnh, viết lại những cảm tưởng của mình thôi. Tốt đó, bác sĩ giỏi nhưng mà không thể tự trị cho mình. Nè, nếu miệng của anh còn nói bậy bạ, em sẽ đuổi anh ra ngoài đó. Hiểu tin không chơi nữa, lời anh ra chém ngay. Coi như nể mặt anh.
chờ anh mổ xong mới sẽ tự anh có được không? Ừ, có chút nhân tính. Anh may mắn không ăn chút đi. Tạo không khí thôi mà. Nhưng nói ra mới nói, sao ông Dương phủ và phu nhân còn chưa tới? Nè, giờ đúng giờ, không có tới trễ nghe. Biết hai người tình tứ rồi, đừng có khoe khoang nữa. Nè, cố tình dẫn về tương lai đến, cổ vũ con, đừng làm anh em mất mặt nghe. Con chịu đựng được mà. À phải, bà con lối xóm ở Long Thành đem ít đồ tới phòng khám nói động viên cho con đó. Anh nhất quyết không chịu cho tôi đem tới cho cậu đó. Trời ơi, đem cái gì chứ, sau khi mổ xong đi được chạy được, tự mình về lấy đi. Đúng rồi, lúc cậu đám cưới con còn phải làm rể phụ mà. Ê, nè, hello. Nhiều người tới động viên khen phải không? Ba cho gì? Sao, con có hồi hộp không? Con sợ ba hồi hộp hơn con á. Chính tại vì mổ, con không có tin khả năng của gì à? Hay là anh vào phụ nữa nghe. Ba không đề. À, nói chơi thôi. Ba ở ngoài chờ con. Hay là ba tới căn tin chờ con đi. Khi con tỉnh lại từ đầu đi tìm ba. Này, con hứa làm rể phụ của cậu đó, không được thất hứa đó nghe. Con sợ lúc đó cậu đẹp quá nổi hơn cậu là cậu chết luôn. Chính vì anh Phân không tuấn tú nên mới nhờ cậu. Mọi người sẽ ở ngoài ủng hộ anh. Anh nhất định sẽ bình phục. Chờ anh ra. Còn tôi nữa, chờ anh chơi điện tử với tôi đó. Y tá, chuẩn bị xong chưa? Vô mổ. Vô cách. Y tá, chuẩn bị siêu âm chưa? Huyết áp bình thường không? Bình thường. Chuẩn bị mổ cắt bỏ khối u. Y tá, chuẩn bị siêu âm. Thả lỏng đi, kem rất cứng cỏi, chắc chắn vượt qua được. Chuẩn bị khi đựng. Ủa, sao bác sĩ Dương Phủ không có ở đây vậy? Ờ, phải rồi. Rồi ngay cả đồng tử thăm hiểu tin cũng thấy họ đi đâu hết trơn rồi. Dạ, hôm nay họ đi thăm bác sĩ Tề mà. Phải rồi, bác sĩ Tề mổ xong tình trạng ra làm sao hả? Phải lát rồi. Lát nữa họ về mấy người hỏi thì sẽ biết ngay. Mọi người không cần lo lắng. Bác sĩ Tề rất là mạnh khỏe. Vậy hả? Tôi kêu tôi đừng làm anh cười sao đau vết thương. Anh mạnh mẽ lắm, tôi tin ảnh sẽ bình phục rất nhanh. Dĩ nhiên rồi, có tam kiếm hợp bích mấy người trụ ở Long Thành như vậy mới là phong độ chứ. Nói đúng rồi. Dĩ nhiên, đôi khi chúng tôi ngứa ngáy muốn chơi dài ván bài, có ba tay rồi có thể gầy sầu bất cứ lúc nào. Tôi cũng rất muốn nói mau chóng đi làm, Long Thành thiếu đi một người tướng tú thì sẽ bớt rất nhiều khách ủng hộ. Bác sĩ Dương Phủ à, sắp thư này là của anh đó, gửi tới lúc anh đi Phi Châu. Qua bánh ngọt. Trời nhiều quá vậy. Ý, tấm này là núi tuyết ở Thụy Sĩ của ông Trình gửi về. Chẳng lẽ ông đi Thụy Sĩ trượt tuyết thật sao? Ông bị bệnh tim mà còn đi trượt tuyết.
ổng không chủ yếu trượt tuyết, ổng nói muốn tìm người bạn thân để hoàn thành tâm nguyện. Ý, nè, ổng tìm được bạn ổng thật đó, còn hẹn gặp trên núi tuyết Thụy Sĩ nữa. Chắc chắn lần này ổng sẽ vui lắm. Cho hỏi có ông Dương Phủ Phân ở đây không? Ủa ông Trình, sao rảnh quá vậy, có chuyện gì? Tôi là luật sư đại diện cho ông Trình Thủ Phú. Ông Trình Thủ Phú là người thừa kế tòa nhà này. Bây giờ ông muốn lấy lại nhà, xin mọi người mau chóng dọn đi. Người thừa kế gì chứ, dọn đi là sao? Tuần trước ba tôi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ xảy ra tai nạn, đã qua đời rồi. Anh nói ông Trình qua đời rồi? Đây có phải chuyện nằm trong dự đoán của anh sao? Anh nói gì vậy tôi không hiểu. Ông Trình, để tôi nói. Ông Trình Thủ Phú là người thừa kế hợp pháp của ông Trình. Nếu như ông nói thu lại nhà thì mấy người phải dọn đi, còn nếu không chúng tôi sẽ nhờ tòa án thu lại nhà. Thật ra ông Trình đã xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì trong lòng của anh tự hiểu. Anh nói cái gì vậy? À, khoan khoan, nhưng mà trước đây ông Trình hứa với anh Phân vĩnh viễn cho anh mướn chỗ này làm phòng khám. Lời hứa ngoài miệng vẫn có công hiệu mà. Phải đó, xưa nay kiểu tượng trưng một đồng một tháng tiền nhà. Được, bây giờ tôi lập hợp đồng thuê nhà 500.000 một tháng, anh có trả nổi không? Anh nói không hiểu tôi nói cái gì. Còn tôi không biết anh là bác sĩ kiểu gì mới đúng đó. Anh thừa biết ba tôi bệnh tim mà, anh còn khích lệ ba tôi đi núi tuyết nữa. Bây giờ ba tôi bệnh chết rồi, anh hài lòng chưa? Anh đừng tưởng ba tôi chết rồi sẽ tặng căn nhà này cho anh đâu. Anh đừng có nằm mơ. Tôi sẽ tới hội quỹ viên y tế kiện anh, kiện anh tới khi nào bị lấy bằng mới thôi. Có phải hôm nay Long Thành xảy ra chuyện không? Sao tin truyền về nhà nhanh quá vậy? Cấp cửu Long Thành đang bàn tán có phải chủ nhà tăng tiền nhà với giá cắt cổ không. Nè, thật ra có chuyện này hay không vậy? Phải có chuyện này. Trời, tên chủ nhà này thật là bất lương. Lên tới 500.000 một tháng hả? Làm sao mà tụi con trả nổi chứ? Chú thím đừng lo quá, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Cách giải quyết là đóng cửa dẹp tiệm chứ gì. Ba lại muốn nói lúc đầu có bệnh viện lớn con không làm, mà đi mở phòng khám để bây giờ ra nông nỗi này, có phải vậy không? Con cứ mặc kệ ba con đi. Ông già rồi nên tính tình hơi xấu một chút, con cứ coi như là ông vô hình đi. Nè, tiền về hưu của ba cộng thêm tiền dành dụm cũng có triệu mấy đó. Con cầm xài đỡ đi, nếu không đủ cùng lắm thế chấp luôn căn nhà. Ba, ngày xưa ba không hiểu chuyện, nhưng bây giờ ba đã hiểu tinh thần Long Thành là cái gì rồi. Con vì bà con lối xóm như vậy, làm ba mà không ủng hộ cho con thì còn ai ủng hộ con nữa. Ba, được rồi, đừng có nói nhiều nữa. Ba, đây là tiền ba vất vả dành dụm bỏ vào phòng khám không thu lại được đâu. Ba cất lại đi, được rồi, con không sao đâu. Cho con thời gian suy nghĩ có được không? Nhưng mà... Trời ơi, con nó phiền lắm rồi. Ông để con yên tĩnh đi. Được rồi mà, con không sao đâu. Con lên lầu. Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về ông Trình à? Sao em không đoán anh nghĩ về Long Thành vậy? Mất Long Thành anh sẽ đau lòng, nhưng so với cái chết của ông Trình anh càng đau lòng hơn. Anh quen ông 8 năm rồi, chẳng những ông giúp anh mở Long Thành còn giúp tụi anh rất nhiều. Chưa bao giờ ông ra vẻ người giàu có, coi anh như bạn bè vậy. Nhưng bây giờ ông đã qua đời, làm gì không có ai quan tâm đến ông, không ai suy nghĩ sẽ làm điều gì cho ông. Mọi người chỉ nghĩ đến Long Thành. Sao họ không nhớ, nếu không có ông Trình thì làm sao có Long Thành. Tình cảm giữa anh và ông Trình rất tốt, dĩ nhiên cảm nhận sâu sắc rồi. Anh hiểu mà. Với họ mà nói, Long Thành mới là việc quan trọng nhất. Anh đừng đau lòng quá. Lần trước anh thấy ổng còn mạnh khỏe lắm, anh còn khen ổng khỏe nữa, nào ngờ bây giờ đã. Hay là anh thử nghĩ như vậy đi, đời người có một tri kỷ, hai người đều không hối hận. Tụi em cũng hơi quá đáng đó. Ông Trình rất tốt với tụi em, nhưng tụi em chỉ nghĩ đến Long Thành, không nghĩ đến làm việc gì cho ổng. Chúng ta đều là một phần tử của Long Thành, quan tâm Long Thành là lẽ đương nhiên. Hay là chúng ta hùng tiền lại đặt một vòng qua, coi như là chúc Long Thành. Cũng được đó, cho chị hùng với. Sao có thể thiếu phần của chị chứ?
Dù sao chị cũng là bà chủ của Long Thành mà, phải không? Bà chủ gì chứ? Anh Phân là ông chủ thì chị là bà chủ của tụi em rồi. Em nghĩ trên thế gian này chỉ có chị mới hiểu anh Phân nhất thôi. Chị lấy ảnh là phải rồi. Em còn nói nữa. Gì chứ? Chị bị gì vậy? Chị không sao chứ? Nè, chị không khỏe hả? Hả? Nè, chị không khỏe phải không? Chị sao rồi? Sao rồi, sao rồi? Hả? Chị không sao chứ? Không, không sao, không có gì, không có gì. Còn nói là không có gì nữa, dạo này chị cứ ói hoài à. Nè, có phải chị có thai không? Chị đi bác sĩ kiểm tra rồi, là dương tính. Thật hả? Chúc mừng chị nha. Anh Phân có biết chưa? Chưa biết, chị chưa có nói với ảnh. Sao không nói cho anh biết vậy? Hai người sắp đám cưới rồi mà, không phải có vấn đề gì chứ? Không phải có vấn đề gì, nhưng mà dạo này anh có nhiều chuyện buồn, chị chưa muốn nói cho anh biết, để anh giải quyết xong chuyện đã. Vậy cũng phải, mấy chuyện này nên để người làm vợ như chị chính miệng nói cho anh biết mới đúng. Bác sĩ đâu rồi? Mọi người đừng ngồi nữa. Bác sĩ đâu rồi? Tới rồi. Chị gì vậy? Tại sao đông người quá vậy? Em cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Sáng nay em vừa đi làm thì bà con lối xóm đã xếp hàng sẵn rồi, nó là chờ khám bệnh đó. Bác sĩ Dương Phủ à, cậu phải cố gắng nha. Bà con lối xóm chúng tôi ủng hộ cậu đó. Hay là em bán hương sữa bột đi, mắc hơn tôi cũng chịu mua nữa. Hả? Đây là phòng khám mà, chị tưởng nhà thuốc sao? Thôi đi, tiền sữa bột coi như là tôi trả trước cho mấy người. Nè, nhận đi. Chị làm gì vậy? Đó là hàng mẫu, đâu cần tiền chứ. Trước đây giúp tôi rất nhiều, bây giờ Long Thành có chuyện tôi chỉ muốn góp một chút sức thôi. À, thất thường, cậu kê thuốc đủ 1 năm cho tôi đem sẵn chi phiếu tới. Chi phiếu gì chứ, bắt cất lại đi, thuốc làm sao có thể để được cả năm lâu vậy? Mấy người đó khám bệnh lấy rẻ quá, mày muốn tăng tiền nhà tính sao đây? Hay là vậy đi, cậu cứ cho đại vitamin cho chúng tôi đi, chúng tôi bỏ tiền ra coi như là hỗ trợ Long Thành. Trước đây cậu khám bệnh rất là rẻ, bây giờ tôi quyên lại coi như là chút lòng thành đối với Long Thành vậy mà. Chừa tôi một phần nha. Nè, có phải là quyên tiền không? Đừng có sót phần tôi nha. Má lại làm gì nữa giờ vậy? Giờ biết là tụi con bị tăng tiền nhà, thấy chưa? Bà con lối xóm kéo nhau đến quyên tiền đó. Phải rồi, một người mấy trăm gộp lại sẽ nhiều lắm đó. Mọi người đồng lòng vì Long Thành đó mà. Đúng rồi. Má còn đem canh và bánh kem tới ủng hộ tụi con nữa nè. Cảm ơn gì? Nè, chủ nhà không có nói lý lẽ phải không? Chúng ta đừng khuất phục nha, con trai, đừng khuất phục. Đúng rồi. Thất thường chúng tôi ủng hộ cậu á. Đúng rồi. Mọi người đồng lòng á. Cảm ơn bà con lối xóm ủng hộ. Xin mọi người yên tâm, chỉ cần ngày nào còn Long Thành, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm, cố gắng hết mình tiếp tục phục vụ cho các vị. Ý tốt của các vị tôi cảm ơn. Tiền bạc cất lại hết giùm tôi đi. Hả? Có bệnh thì ở lại, không có bệnh thì về đi. Tới đây bộ hên lắm hay sao? Bây giờ tính ra rồi. Không có bệnh thì về nhà, có bệnh thì ở lại khám bệnh. Mấy người này chắc là không có bệnh, có phải không? Về nhà đi. Về đi. Biết rồi. Có gì nhớ nói à. Biết rồi. Ủng hộ Long Thành á. Rồi được rồi. Ủng hộ mấy người đó. Về đi nghe. Về ha. Thôi về, cố lên nghe. Sao đi? Lối xóm ủng hộ anh như vậy, cảm động không? Rất cảm động. Không cần coi nữa, mọi thứ bình thường. Xin lỗi nha, bệnh nghề nghiệp. Không sao, con biết cậu lo cho con thôi mà. Sắc mặt khá hơn đó, là chuyện tốt. Nhưng con nghe nói Long Thành không được tốt. Chưa gì tám đến tụi con rồi. Có cần con giúp gì không? Con dành dụm được một chút đỉnh. Uổng công thôi, Trình Thủ Phú đâu phải vì tiền. Anh cố ý muốn dìm chết cậu và Long Thành. Nếu ảnh một bậc đời lấy lại Long Thành thì gặp ở tòa đi. Con biết lời hứa ngoài mình cũng có hiệu lực đó. Không nhất thiết là chúng ta thua. Con đừng kích động quá, con vừa mổ xong mà, lỡ như động đến vết thương càng nguy. Con không sao đâu. Không dám, nửa năm sắp tới sẽ vất vả lắm đó. Cậu đừng có tưởng con là những người bệnh vô tri. Nửa năm sắp tới chỉ cần tái khám định kỳ, không tái phát là được rồi. Con có lòng tin, không sao đâu. Vậy là được rồi, con tràn đầy sức phấn đấu, tế bào ung thư gì cũng bị con giết chết. Tiếp tục cố gắng. Cậu cũng phải cố lên. Sao tìm em à? Đúng vậy, ngồi đi. Chà, sao sắc mặt của anh chị nghiêm trọng dữ vậy? Em có biết sắp tới hội quy viên y tế có lẽ mời em không? Lời tố cáo này rất nghiêm trọng. Có nghĩa là em có âm mưu giết người để được hưởng lợi ích. Nếu mà tội danh thành lập, em sẽ bị rút bằng. Em tính sao đây? Em chỉ biết ông Trình qua đời, em rất là đau lòng. Cho dù hội y tế thắng kiện, giữ được tấm bằng của em đi nữa, nhưng mà cậu ấy kiên quyết tăng tiền nhà, Long Thành làm sao làm tiếp được? Được rồi mà, anh chị quan tâm em biết. Nhưng thực tình em không hề nghĩ đến những vấn đề này. Hay là chờ chuyện này kết thúc hẳn tính.
Nếu thực sự không giữ được Long Thành, lúc đó hãy tính sau. Anh tới làm gì? Chỗ này không qua kinh, anh về đi. Tôi chỉ muốn cứu lại ông Trình thôi. Anh còn mặt mũi tới gặp ba tôi sao? Ông Trình qua đời tôi cũng rất đau lòng. Tôi nói với ông, đời người không thể để mình hối hận. Quả thật là cảm nhận trong đáy lòng tôi. Cũng vì lời nói này của anh nên ba tôi mới chết đó. Ba tôi ở dưới chín suối đang hối hận đã quen làm anh có biết không hả? Thôi đi, thôi đi. Ông Trình, đi khỏi đây ngay đi. Đi khỏi đây ngay. Đi, đi khỏi đây. Hội y tế đã gửi thư cho anh rồi, chính thức thông báo mời anh đi học. Anh dự định làm gì? Nói thật nghe, điều họ truy cứu là trách nhiệm đạo đức. Họ phán ra sao, có thu hồi bằng của anh hay không, anh cũng không biết. Bất kể ra sao, em vẫn luôn ủng hộ anh. Xin lỗi, để em phải lo lắng. Thật ra không thể nói lo hay là không lo. Hay là chúng ta đi ăn gì đi. Ừ. Của ông Trình gửi cho anh. Hồi nào vậy? Lúc đó anh ở Phi Châu. Tấm mưu thiếp đầu tiên trễ khoảng một tuần đó. Lúc đó để trong thư, anh cũng không để ý. Ông đã viết gì? Ông nói ông rất vui vì gặp lại bạn ông. Họ chuẩn bị thực hiện lời giao ước lúc còn trẻ, tới núi tuyết để trượt tuyết. Tức là viết trước lúc ông xảy ra chuyện có phải không? Ông còn cảm ơn lời nói của anh. Nhưng thật ra chính lời nói của anh đã hại chết ông. Nếu không tại anh, ông sẽ không đi núi tuyết trượt tuyết và sẽ không xảy ra tai nạn. Chính anh đã hại chết ông. Anh hãy thử nghĩ như vậy đi. Ông có thể gặp lại bạn cũ, thực hiện ước mơ nhiều năm qua của ông, coi như là chết không hối hận. Anh chỉ đề nghị ông đi Thụy Sĩ để gặp bạn, chứ đâu có kêu ông trượt tuyết. Trượt tuyết là do ông lựa chọn, không liên quan đến anh. Sao anh lại tự trách mình chứ? Nhưng kết quả ông đã chết. Ông Trình kiện bác sĩ Dương Phủ Phân, thừa biết ba ông ấy bị bệnh tim, còn cổ vũ ông cụ đi núi tuyết ở Thụy Sĩ trượt tuyết, chơi thể thao nguy hiểm. Kết quả dẫn đến việc ông ấy chết nơi đất khách. Còn bác sĩ Dương Phủ Phân được hưởng lợi ích trong chuyện này, chiếm dụng miễn phí ngôi nhà mang tên ông cụ. Bác sĩ Dương Phủ Phân, theo tài liệu ông Trình đưa cho chúng tôi, một tháng trước đây ba ông ấy có tới phòng khám của ông để tái khám và gặp mặt ông, có phải không? Phải. Có thể kể lại hôm đó hai người đã nói gì không? Ông Trình đã kể cho tôi nghe một tâm sự, nói ông có một người bạn đã quen biết lâu và có một cuộc giao ước vào 30 năm trước với người bạn này. Nhưng vì chuyện nhỏ họ cãi nhau nên 20 mấy năm qua không gặp mặt. Nhưng thực tế ông Trình rất nhớ người bạn này, nên tôi cổ vũ ông tìm lại người bạn. Vậy ông có biết ông Trình sẽ cùng người bạn này đi trượt tuyết không? Ông có kể với tôi cuộc giao ước đó là đi Thụy Sĩ trượt tuyết, nhưng tôi không biết ông có đi trượt tuyết thật hay không. Anh còn nguyện biện nữa hả? Anh thường biết mà không cản trở ba tôi, còn khích lệ ba tôi. So với việc kêu ba tôi đi chết có gì khác biệt chứ? Ông Trình bình tĩnh đi. Bác sĩ Dương Phủ Phân có thể nói rõ ràng hơn không? Tôi biết ông ấy rất nhớ người bạn này, nên tôi dùng kinh nghiệm của tôi nói với ông ấy, có những chuyện nếu mình muốn làm mà không làm ngay, có lẽ sau này mình không còn cơ hội. Vì 8 năm trước bạn gái của tôi qua đời. Khi cô ấy còn sống, có những chuyện tôi muốn làm mà không kịp làm, kết quả trở thành niềm ân hận cả đời của tôi. Nên tôi mới nói với ông ấy, có những chuyện phải trân trọng, nếu không sau này sẽ trở thành niềm ân hận của mình. Chúng tôi đồng loạt quyết định sự khiếu nại của ông Trình Thủ Phú đối với bác sĩ Dương Phủ Phân không thành lập. Mọi chuyện tùy thuộc quyết định cá nhân của ba ông ấy. Cái chết của ông cụ cũng là tai nạn, bác sĩ Dương Phủ Phân không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì trong chuyện này.
Sự tranh chấp về chuyện bác sĩ Dương Phủ Phân chiếm hữu nhà thì nên giải quyết qua đường lối luật pháp, không thuộc phạm vi xét xử của Hội ủy viên y tế. Anh Trình, có thể nói vài câu không? Những gì muốn nói, ở trong anh nói hết rồi. Tôi biết ba anh qua đời, anh rất đau lòng. Thật ra anh muốn nói cái gì? Tôi chỉ muốn thông báo anh, trước cuối tháng tôi sẽ dọn đi. Hai ngôi nhà Long Thành, anh có thể lấy lại. Anh làm vậy, vì chứng minh anh trong sạch hả? Tôi làm việc, xưa nay làm theo lương tâm. Tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Vậy sao chưa ra tòa? Anh đã trả Long Thành cho tôi. Bao nhiêu năm qua, cho dù là tôi, Long Thành hay bà con ở đó, đều nhận rất nhiều ân huệ của ba anh. Bây giờ ông ấy đã không còn nữa, tôi cảm thấy Long Thành nên giao lại cho anh. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà anh trả ba tôi lại cho tôi, chứ không phải là Long Thành. Cho dù cái chết của ba tôi là tai nạn, nhưng nếu không phải anh khích lệ ba tôi đi núi tuyết, sẽ không có tai nạn lần này. Tôi là cái chết của ba tôi, dù sao cũng liên quan tới anh. Tôi không tha lỗi cho anh đâu. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.